Dự án Hinode Royal Park, khu đô thị Kim Trung Di Trạch. Dự án Hinode Royal Park do Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng WTO phát triển là tâm điểm của các kế hoạch đầu tư năm 2023, tọa lạc tại vị trí chiến lược ở trung tâm khu vực phía Tây của Hà Nội với tổng diện tích lên tới 146,8 ha. Dự án này còn được biết đến với cái tên Kim Trung Di Trạch, đang được xây dựng thành một khu đô thị tiên tiến với cơ sở hạ tầng đồng bộ và hệ thống giao thông thuận lợi. Dự án bao gồm nhiều loại hình nhà ở đa dạng như nhà liền kề, biệt thự, shop house và các tòa nhà chung cư cao cấp. Vị trí của dự án Hinode Royal Park là một khu đô thị mới nằm ở vị trí đắc địa tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội, liền kề với quốc lộ 32, đường sắt đô thị Metro Nhổn, Hà Nội và tuyến đường vành đai 3.5. Khu vực này đang trên đà phát triển mạnh mẽ với việc mở rộng ranh giới hành chính và đầu tư đồng bộ vào cơ sở hạ tầng, hứa hẹn mang lại cơ hội phát triển không ngừng cho các khu đô thị xung quanh. Liên kết vùng dự án Hinode Royal Park. Khoảng cách tới sân vận động quốc gia Mỹ Đình 15 phút. Di chuyển tới trung tâm hội nghị quốc gia 20 phút. Di chuyển tới Bixi Thăng Long 25 phút. Di chuyển tới Hồ Tây 35 phút. Di chuyển tới Hồ Hoàn Kiếm 45 km. Di chuyển tới sân bay quốc tế Nội Bài 50 phút. Tổng quan dự án Hinode Royal Park. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng WTO. Vị trí: km 14 đến km 16, quốc lộ 32, xã Kim Trung và Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội. Quy mô: 146,8 ha. Mật độ xây dựng: 29,2%. Đơn vị thiết kế cảnh quan: West Green Design. Đơn vị thiết kế kiến trúc: Architecture Malaysia và Gensler Singapore. Loại hình sản phẩm: liền kề, shop house 1.906 căn, biệt thự 646 căn, chung cư 8.983 căn hộ. Mỗi thiết kế đều tập trung vào việc phát triển cơ sở hạ tầng và tăng cường không gian xanh. Dự án này hứa hẹn sẽ mang lại một không gian sống văn minh và tiện nghi cho cư dân tương lai. Chuỗi tiện ích chuẩn 5 sao Hinode Royal Park. Khu đô thị Hinode Royal Park với chuỗi tiện ích nội khu phong phú theo chuẩn mực quốc tế 5 sao mang đến một không gian sống đẳng cấp, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân tương lai. Mỗi tiện ích được thiết kế tỉ mỉ, từng chi tiết nhỏ cũng góp phần tạo nên một trải nghiệm sống trọn vẹn, xứng đáng với những chủ nhân tinh hoa. Chuỗi tiện ích công viên Hồ Trung Tâm rộng 6.000 m2, gần 50 tiện ích vận động ngoài trời, hệ thống 8 bãi đỗ xe ngoài trời, hệ thống 6 trường học liên cấp rộng 7 hectare, hệ thống bệnh viện quốc tế. Quý nhà đầu tư quan tâm tới dự án, vui lòng liên hệ với Blue Ocean Realty qua hotline 088 808 9696 để được tư vấn.